Nàng vịt đạt danh hiệu mẹ thiên hạ khi cái gì cũng có thể ấp. Ban đầu, nàng vịt này chỉ đang ấp cho hai quả trứng của mình mà thôi. Không biết thế nào mà cứ chốc chốc, loài người lại đặt thêm một quả trứng trước mặt ẻm. Nàng vịt lại không mảy may nghi ngờ mà lôi vào tổ ấp luôn. A few moments later. Cơ mà không nghĩ là người tàn ác thường sống thảnh thơi, hết trứng vịt, trứng gà, rồi đến bóng pizza và bóng đèn cũng đem đến. Tàn ác nhất là khi cho hẳn trứng đà điểu nữa cơ. Thế mà, vịt nhà ta vẫn gán lôi vào tổ để ấp. Không trao tặng danh hiệu mẹ thiên hạ cũng phí mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.